Chào các bạn, hôm nay tôi có một vài cái nhận xét về bài làm C cộng cộng của sinh viên. Thì mới có hai bài, vì tôi vừa mới up cái chương trình chấm thi tự luận lên trên trang web, cho nên là mới có hai bạn ấy xem gửi đáp án cho tôi sẽ nhận xét luôn, để cho các bạn có một chút kinh nghiệm trong vấn đề là làm bài chấm chấm làm bài tự luận và chấm tự động. Thì bài của các bạn gửi cho tôi như thế này, thế là ngày các bạn gửi bài là ngày 15 tháng 8 năm 12 2012 và 7 giờ 18 phút. Thì cái bài này là bài 1, bạn gửi thử là bài 1, và đề nó như thế này, là viết một chương trình nhập vào một số A bất kỳ và in ra giá trị bình phương, A bình phương và lập phương, A lập phương của A, với yêu cầu là nhập dữ liệu dùng C-in theo thứ tự là A. Tức là ở đây vì cái này là mẫu mà, nên nó có thể có nhiều số hoặc một số, nhưng mà nhập là nhập A, và chỉ in ra màn hình dùng CL để in ra đáp án thôi. Và mỗi khi đáp án này là cách nhau một dấu cách, ví dụ bình phương cách ra một dấu cách, sau đó thì lập phương. Thì bài làm của sinh viên như sau. Đây chắc các bạn làm ví dụ thôi, nhưng tôi cứ nhận xét, bởi vì là có thể xảy ra những trường hợp là các bạn làm nhầm đáp án, thì nó dẫn đến trường hợp là lạc đề. Thì đọc qua chương trình ở đây thì tôi cũng phát hiện ra là đây là một cái bài toán mà đến từ mà nhập vào một sâu, sau đó thì chắc là đếm số từ trong sâu chăng. Đấy, thì khi mà nhìn thì chương trình này về lỗi cú pháp thì có thể không có lỗi cú pháp và chạy được thì chạy được, nhưng vấn đề là không đúng với cả cái đề bài này đưa ra. Như vậy thì khi mà đề bài đưa ra là nhập A và in ra hai số, thì chương trình chấm tự động nó sẽ gửi một mình cái số A này là vào chương trình thôi, và nó sẽ nhận lại cái kết quả mà chúng ta in ra màn hình, thì sẽ thấy các bạn sẽ thấy đúng hay sai. Ở đây thì tôi cứ chạy thử bằng tay để cho các bạn biết là cái chương trình này đúng sai như thế nào. Ở đây tôi chạy thử, thì ở đây này hiện ra một cái là xin lỗi các bạn, là ở đây là chương trình này là chương trình nhập N rồi. Đây, tôi chạy thử cái chương trình này. Đấy, thì khi mà tôi chạy cái chương trình này thì thấy là hiện ra một cái sâu nhập sâu. Thì bản thân cái sâu các bạn in ra màn hình là nhập sâu này, CL nhập sâu này. Đối với chấm tự động thì cái này là thừa. Đối với chấm tự động là cái này là thừa, có nghĩa là trong chấm tự động ấy, thì cái này các bạn không được phép in ra như thế này. Đấy, dù là nếu như đây là một chương trình đúng thì các bạn cũng không được phép in ra như thế này. Ví dụ như tôi nhập vào một sâu là A B C D E F chẳng hạn. Đấy, dòng Enter thì kết quả các bạn trả về là đây. CL số từ bắt đầu hoặc kết thúc với H bằng, số từ bắt đầu kết thúc với H bằng, thì cái này này là mang tính chất là gợi ý cho người dùng. Đấy, mang tính chất là gợi ý cho người 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 sử dụng chương trình ấy, người chạy chương trình ấy biết nó là cái gì. Cho nên cái này cũng không được phép in ra màn hình, mà các bạn chỉ in ra màn hình nếu có thì chỉ là đúng đáp án thôi. Như vậy với một ví dụ là chương trình này chẳng hạn, thì thứ nhất là lạc đề, không đúng với đề, thứ hai là in cái phần này là thừa là sai. Đây, phần thừa này này, thì chương trình chấm tự động nó sẽ bảo là chương trình của bạn là sai, không đúng. Rồi, tôi sẽ phát triển, tôi sẽ ghi quay clip thêm nhiều cái ví dụ khác để các bạn tham khảo. Đấy, thì bây giờ là
làm thế nào đấy để có thể hiệu chỉnh được cái chương trình này để trở thành một cái chương trình nộp dạng bài chấm máy. Thì ở đây ví dụ như thế này, thì chương trình là như thế này, thì nếu như để chương trình, nếu như giả sử là các bạn làm bài này đúng thật và nộp bài chấm máy, thì chúng ta sẽ bỏ cái đoạn này đi, bỏ đoạn này đi là không có CL ra nhập sâu nữa, bỏ đoạn này đi đấy, không có CL ra cái này nữa mà chỉ có CL cái này thôi đấy, thì chỉ có CL ra cái đếm số này thôi. Như vậy thì chương trình, vào chương trình sẽ có là getline ST100 đấy, thì cái này là sẽ chương trình sẽ tự động gửi một sâu vào đây. Và thứ hai là CL ra đếm từ thì chỉ có đúng kết quả thôi. Như vậy thì chương trình này là phù hợp với chấm tự động đấy.